Thưa quý vị và các bạn, được sự quan tâm lãnh đạo sâu sát của Đảng bộ Agribank, năm 2023, Agribank chi nhánh tỉnh Kon Tum hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đơn vị luôn đồng hành cùng các hoạt động phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Kon Tum với nhiều việc làm thiết thực hiệu quả, qua đó góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Năm 2023 đánh dấu cột mốc quan trọng khi Đảng bộ Agribank Kon Tum chính thức trực thuộc Đảng bộ Agribank. Hiện tại, Đảng bộ Agribank Kon Tum có 13 chi bộ trực thuộc, gần 150 đảng viên. Với sự chỉ đạo sâu sát của Đảng bộ, trong năm qua, Agribank Kon Tum có nhiều cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua, cũng như trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nổi bật là chi bộ Agribank chi nhánh huyện Sa Thầy, bám sát chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh Agribank chi nhánh tỉnh Kon Tum giao, cũng như định hướng phát triển kinh tế của huyện Sa Thầy. Chi bộ có những giải pháp để phát triển nguồn vốn cũng như tăng trưởng dư nợ theo hướng có chọn lọc, thực hiện tốt chủ trương chuyển đổi cơ cấu đầu tư cho vay lĩnh vực nông nghiệp nông thôn. Đến hết năm 2023, đơn vị hoàn thành vượt kế hoạch tất cả 6 chỉ tiêu được giao. Nguồn vốn huy động đạt hơn 570 tỷ đồng, tăng hơn 11,5% so với năm 2022. Tổng dư nợ đạt hơn 1.100 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với năm 2022. Hàng năm, Agribank chi nhánh huyện Sa Thầy đều được cấp trên tuyên dương và khen thưởng là tập thể lao động tiên tiến. Đặc biệt, năm 2023, đơn vị được Hội đồng thi đua Agribank chi nhánh tỉnh Kon Tum chọn là chi nhánh loại 2 xuất sắc nhất và đề nghị Agribank tặng giấy khen. Chi bộ đã tập trung và triển khai quyết liệt ngay từ đầu năm về công tác huy động vốn, tăng trưởng dư nợ, nâng cao về chất lượng tín dụng. Bên cạnh đó thì chi nhánh cũng quan tâm đến chú trọng việc đào tạo, tập huấn cho cán bộ. Từ đó cán bộ thì cũng am hiểu về các sản phẩm dịch vụ của Agribank, về kỹ năng giao tiếp và chăm sóc phục vụ khách hàng. Bên cạnh đó thì cũng tăng cường hợp tác với các tổ chức và các doanh nghiệp trên địa bàn nhằm thu hút chi trả lương qua tài khoản và đẩy mạnh cái dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt. Chị Hà Thị Quỳnh Nga, giao dịch viên phòng kế toán và ngân quỹ Agribank chi nhánh tỉnh Kon Tum, là một trong nhiều cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2023. Với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Đảng bộ Agribank chi nhánh tỉnh Kon Tum, cùng với nỗ lực bản thân, chị hoàn thành xuất sắc công việc chuyên môn và các nhiệm vụ được giao. Năm 2023, số dư bình quân huy động vốn của chị đạt 19 tỷ đồng. Ngoài ra, chị còn đạt giải nhất hội thi giao dịch viên giỏi và được Hội đồng thi đua các cấp biểu dương khen thưởng gương điển hình tiên tiến năm 2023. Thì ngoài những yếu tố thuận lợi như là được sự quan tâm, chỉ đạo của các lãnh đạo phòng, sự giúp đỡ của đồng nghiệp, thì tự bản thân tôi cũng có những nỗ lực và cố gắng để hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong năm 2023. Đầu tiên đó là phải nắm vững kỹ năng chuyên môn, thường xuyên cập nhật các văn bản kiến thức mới về ngân hàng. Thứ hai là luôn có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, đảm bảo chất lượng công việc và tránh xảy ra các sai sót, và luôn rèn luyện các kỹ năng để giao tiếp với khách hàng, đem đến và tư vấn cho khách hàng các sản phẩm dịch vụ phù hợp nhất. Để xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, hàng năm, Đảng bộ Agribank chi nhánh tỉnh Kon Tum đều chỉ đạo các chi bộ trực thuộc làm tốt việc phân công nhiệm vụ đảng viên, quản lý, giám sát, giáo dục rèn luyện đảng viên, bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng, đồng thời yêu cầu 100% cán bộ đảng viên, người lao động xây dựng bản cam kết, tu dưỡng rèn luyện, phấn đấu, đăng ký nội dung học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với vị trí việc làm và chức trách nhiệm vụ được giao. Đảng ủy đã tạo điều kiện cho tôi và tham gia học tập lớp nhận thức về đảng và may mắn cũng được kết nạp vào đường đảng hàng ngũ của đảng. Với cương vị là một bí thư đoàn thanh niên thì và là đảng viên trẻ thì sẽ cố gắng sẽ truyền đạt hết tất cả những gì mình đã được giáo dục, được bồi dưỡng lý luận chính trị để nhằm động viên các anh chị em đoàn thanh niên tiếp tục là thực hiện các công trình thanh niên nhằm
đảm bảo cái công tác thanh niên cũng như là công tác chuyên môn của cơ quan. Hàng năm Đảng ủy Agribank chi nhánh Kon Tum đều tổ chức các lớp, các buổi học tập quán triệt các nghị quyết của Đảng và Nhà nước. Nhờ vậy đã giúp tôi được giáo dục bồi dưỡng lý luận chính trị ngày càng tốt hơn. Thì qua quá trình bồi dưỡng giúp tôi nâng cao nhận thức và xây dựng được mục tiêu cố gắng tích cực phấn đấu và rèn luyện để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì đối với công việc được giao thì bản thân luôn có trách nhiệm cao, tự giác, trung thực trong công việc, luôn cố gắng tìm hiểu, nghiên cứu, học hỏi để thực hiện công việc được tốt nhất và tích cực tham gia xây dựng đảng. Với sự đồng lòng, quyết tâm của toàn thể cán bộ đảng viên và người lao động, trong năm 2023, Đảng bộ Agribank Kon Tum đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo chuyên môn, khắc phục những khó khăn, đạt nhiều kết quả tích cực. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh hàng năm đều vượt kế hoạch cấp trên giao. Đến hết năm 2023, nguồn vốn huy động của Agribank chi nhánh tỉnh Kon Tum đạt gần 7 tỷ đồng, tăng gần 6% so với năm 2022. Dư nợ đạt gần 19.000 tỷ đồng, tăng gần 7% so với năm trước. Thu dịch vụ đạt gần 60 tỷ đồng, tăng 9% so với năm 2022. Để có được những kết quả tích cực đó, Đảng bộ Agribank Kon Tum tập trung triển khai quyết liệt đồng bộ nhiều giải pháp, thúc đẩy tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, tập trung vào sản xuất kinh doanh, nhất là lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng theo chủ trương của chính phủ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, gia tăng khả năng tiếp cận vốn của người dân, doanh nghiệp, cũng như triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách, các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, đồng thời tiếp tục tập trung phát triển đa dạng sản phẩm dịch vụ hiện đại, ứng dụng công nghệ cao, tiếp tục chuyển đổi mô hình kinh doanh đa dịch vụ theo định hướng phát triển ngân hàng chuyên nghiệp hiện đại, chất lượng dịch vụ hàng đầu với phương châm lấy khách hàng làm trung tâm. Chúng tôi sẽ chú trọng thực hiện tốt cái nhiệm vụ chính trị trên địa bàn, đó là tập trung đầu tư trong lĩnh vực tam nông. Chúng tôi đã quán triệt và chỉ đạo ngay từ đầu năm, đó là đối với tất cả các cái đơn vị trực thuộc, đặc biệt là các cái chi nhánh trực thuộc trên địa bàn tất cả các huyện, thành phố, là làm sao bám sát địa bàn và đầu tư đồng hành cùng với người dân trên địa bàn và triển khai tốt cái việc đó là đưa các cái chương trình tín dụng ưu đãi và triển khai các sản phẩm dịch vụ đáp ứng với cái nhu cầu của người dân trong giai đoạn hiện nay. Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Agribank luôn phát huy trách nhiệm tham gia công tác an sinh xã hội. Trong năm 2023, đơn vị đã tài trợ 700 triệu đồng để xây dựng 14 căn nhà tình nghĩa tại hai xã Mường Hon, Ngọc Linh, huyện Đắk Lây. Gia đình chị Y Thấp ở thôn Đắk Bể, xã Mường Hon là hộ nghèo của xã. Nhờ sự hỗ trợ của Agribank chi nhánh tỉnh Kon Tum với số tiền 50 triệu đồng, gia đình chị có thêm điều kiện để hoàn thành ngôi nhà mới khang trang. Đón Tết năm nay, gia đình chị Y Thấp đang xây dựng căn bếp mới để sinh hoạt được thuận tiện hơn. Năm nay nhà tôi cũng có một cái Tết ấm, rồi không phải sợ gió, sợ mưa, nắng nữa. Thật sự rất là cảm ơn bên ngân hàng Agribank rất nhiều. Sắp tới thì gia đình tôi sẽ cố gắng phấn đấu để làm ăn để vươn lên thoát nghèo, không phải hộ nghèo nữa, rồi kế hoạch hóa gia đình để ổn định thêm kinh tế. Năm 2023, Agribank Kon Tum dành hơn 2 tỷ đồng cho các chương trình an sinh trên địa bàn, trong đó tài trợ 1 tỷ đồng cho chuỗi các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh Kon Tum, hơn 400 triệu đồng cho giáo dục, máy ấm nông dân, bếp ăn từ thiện, hỗ trợ trẻ em và người khuyết tật, mua thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo. Sự giúp đỡ của Agribank chi nhánh tỉnh Kon Tum góp phần giúp nhiều hộ gia đình khó khăn có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống, cũng như góp phần cùng với chính quyền địa phương phát triển kinh tế xã hội, hoàn thành các chỉ tiêu trong xây dựng nông thôn mới. Trong quá trình phối hợp thì Đảng ủy xã, chính quyền xã cũng như mặt trận các đoàn thể cũng đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, phối hợp nhịp nhàng của Đảng bộ Agribank và Ban giám đốc Agribank trong quá trình góp phần định hướng phát triển kinh tế chung của xã. Năm 2024, hoạt động ngân hàng dự báo khó khăn nhiều hơn khi bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước có nhiều biến động.
Song với sự lãnh đạo chỉ đạo của đảng bộ Agribank, cùng với sự đoàn kết đồng lòng, nỗ lực cố gắng cao nhất của đơn vị, tin rằng Agribank chi nhánh tỉnh Kon Tum sẽ tiếp tục hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.